tin vang còn giây lát, hơi run còn thơm ngát, sương tan còn trong mắt, nghe tiếng hát chưa nhạt tan. Bao nhiêu là thương mến, bao nhiêu là quyến luyến, với bao nhiêu niềm sao xuyến, nơi vắng xa như mẹ hiền. Thư cảm tạ. Tiếng lòng trăm bức tờ mây, gửi người tri kỷ nhận đây làm quà. Thưa quý vị, thay mặt ban tổ chức buổi lễ ra mắt thi tập Tiếng lòng của hai nhà thơ Mỹ Nhung và Đào Đông Khê, chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến quý bậc trưởng thượng, quý hội đoàn, quý văn thi nhân và bảng hữu, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý vị đồng hương thân mến cùng con cháu trong gia đình đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi lễ giản dị mà thấm đậm yêu thương. Sự hiện diện của quý vị dù bởi bất cứ nguyên do gì chẳng những là một khích lệ lớn lao dành cho những người cầm bút lưu vong, mà còn nói lên tấm lòng của quý vị dành cho ngôn ngữ mẹ đẻ trên xứ người. Nghĩa tình này xin được ghi lòng tạc dạ, nhất là sự đóng góp của quý vị, dù nhiều hay ít, cũng đã phần nào giúp chúng tôi trang trải những chi phí cần thiết. Dẫu cố gắng đến đâu, thì trong lúc tổ chức cũng khó tránh khỏi sự sơ sót. Mong được nhận sự rộng lượng tha thứ từ nơi mọi người. Tiếng lòng gửi đến thế nhân, trao đời một chút tình xuân ngọt ngào, lời thơ ý nhạc thanh tao hòa trong hương gió dạt dào yêu thương. Một lần nữa, ban tổ chức xin được bày tỏ lòng biết ơn tha thiết đến quý vị có tên trong danh sách dưới đây. Mãi mãi thoát thai theo đời phương sơ,
chăn vỗ dâng cho người yêu hoa, dâng cây đàn bơ vơ, dâng biết bao ân tình xưa. Mang ơn đời nâng đỡ, dâng năm mùa thô sơ, với dâng hương hồn thương nhớ, còn vẫn vương trong chiều tàn.